kỹ thuật bước di chuyển bật nhảy đánh cầu. Sau khi đã di chuyển bước đến vị trí, tranh thủ thời cơ và khống chế được điểm đánh cầu cao nhất. Có thể dùng bật nhảy một chân hoặc hai chân để chiếm vị trí cao nhất từ trên không đánh cầu xuống. Động tác này được gọi là bật nhảy đánh cầu trên không.